Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tài sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách đệm hát. Một bài hát cũng rất là hay, rất là lãng mạn và rất là hay của nhạc sĩ Thái Thịnh. Đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Bài hát cực kỳ hay các bạn ha. Được ca sĩ Lệ Quyên hát rất là phê. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học đệm bài hát này. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát. Thì bài hát Nếu Em Được Lựa Chọn của nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác, mình tạm chia ở hình thức là ba đoạn đơn các bạn ha, để bạn dễ học và dễ nhớ. Ở đoạn A mở đầu nè, đoạn B tiếp nối nè, đoạn C cao trào sôi nổi. Rồi phần văn tấu bài này rất là hay, cho nên Tèo soạn thêm cái phần Tèo ký âm ra thêm cái phần văn tấu để chia sẻ với các bạn. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có của một bài hát, không thể nào thiếu được các bạn ha. Rồi nhắc bạn một điều, chúng ta đang học đệm là tông la thứ, tông các bạn nữ. Còn nếu như các bạn nam mà muốn lựa chọn thì chúng ta sẽ đệm qua tông rê thứ. Đó là đồng tông của bài các bạn ha. Rồi bài này mình đệm ở điệu syllable tempo là 50. Đệm ở khoảng đó thôi, nhanh quá ca sĩ hát hồi liếu lưỡi, cánh lưỡi luôn các bạn ơi. Đệm 50 thôi các bạn ha. Thậm chí có ca sĩ người ta đệm ở chừng 40, 45 đến 48 thôi các bạn. Chậm rồi luôn đó. Rồi đó là cái cấu trúc của bài. Bây giờ mình cùng tìm hiểu và ôn lại một cái mẫu đệm để mình áp dụng vô bài. Các bạn quan sát dòng nhạc. Những bạn nào rành về lý thuyết âm nhạc thì quá dễ, nhìn vào đánh được liền, tại vì mình hiểu được cái ký hiệu âm nhạc, các nốt nhạc. Còn những bạn nào không hiểu mà cứ nghe và xem Tèo chia sẻ, đảm bảo sẽ làm được các bạn. Không có gì cao siêu hết các bạn, chẳng qua chỉ là thói quen mình tập luyện thôi. Bây giờ cái mẫu đệm như sau, hết sức dễ bạn ơi, dễ ợt luôn đó bạn, dễ như ăn bánh vậy đó. Ví dụ ô nhịp 4-4, mình có 4 phách. Rồi các bạn sẽ đánh ngay phách số 1, rồi giữ nguyên kéo dài ra. Đánh như phách số 3, giữ nguyên kéo dài phách số 4 luôn. Đơn giản không? Quá dễ, chỉ chập hợp âm xuống giữ nguyên như vậy thôi. Bây giờ ví dụ như nè, hợp âm thì các bạn bấm thế nào cũng được. Nguyên vị, thế đảo 1, đảo 2, thế nào cũng được hết các bạn. Miễn sao các bạn khi bấm lên đừng quá thấp, đừng quá cao. Nó hòa quyện với lại cái riff trống của mình đang đánh. Cực phê các bạn ha. Rồi đây mình tè bấm, ví dụ như tè bấm mì la đố chẳng hạn, hợp la thứ nè. Rồi các bạn bấm xong giữ nguyên, nó cho nó rền ra như vậy đó, nó làm cái nền. Đơn giản thôi, 1, 2, 3, 4, hết. Dễ các bạn, việc bấm là giữ nguyên như vậy thôi. Quá dễ, giờ mình thử luôn các bạn ha. Vô nào. Dễ các bạn, quá đơn giản mà dễ như ăn bánh luôn. Chế mẫu đệm thì dễ mẫu đệm này. Còn nếu như một ô nhịp mà hai hợp âm thì các bạn cứ bấm như tương tự như vậy thôi. Cứ một phách thì mình chập một cái như vậy thôi. Rồi đó là mẫu đệm. Mẫu đệm dễ quá, mình không cần phải tập kỹ lưỡng cho các bạn ha. Lúc qua luôn. Rồi chúng ta đến với phần các âm sắc mình sử dụng trong bài đệm này. Đầu tiên là sử dụng đó là tiếng string. Rồi tiếp theo đó là tiếng air piano. Rồi tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng piano. Rồi tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng saxophone. Rồi ngoài ra Tèo sử dụng thêm tiếng trống, để như các bạn muốn báo trống tay rời các bạn thì mình báo như thế này. Ví dụ như vậy. Rồi với điệu syllable các bạn sẽ sử dụng thêm tiếng năm multibass, các bạn chọn cho mình multibass nè. Rồi chọn cho mình những phần là piano arpeggio 8 bit. Rồi mình sẽ nghe cái hiệu ứng của nó nha. À, tức là có cái phần piano họ rải nền như mình sẵn luôn, cực kỳ hay các bạn. Khi đánh mình cho multibass hòa trộn vào cái riff trống, nghe sẽ đầy đặn hơn các bạn ha. Đó là cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Nếu Em Được Lựa Chọn, sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, được ca sĩ Lệ Quyên hát rất hay nè. Bây giờ mình cùng đến với phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở intro bài này chúng ta sẽ sử dụng hai âm sắc, đó là tiếng piano và tiếng saxophone. Chúng ta sẽ lấy đà từ phách số 1 của các bạn. Phách số 1 để hợp âm cũng rầm xuống cái làm đánh luôn. Quá dễ các bạn ha. Giờ mình tập thử nè. Lấy tiếng piano tập các bạn ha. Lúc ban đầu mới tập các bạn luôn luôn chọn tiếng piano. Đừng lấy tiếng ấy luôn, tập nhức đầu lắm. Rồi chúng ta bắt đầu các bạn nha. Mình bắt đầu xếp ngón vô ngón trỏ và nốt C. Là các ngón này xếp đều vô. Xếp 5 ngón. Các bạn nhớ khi đánh tay, đi đánh đàn, tay luôn luôn cong tròn đều đẹp các bạn nha. Đừng có cong lên con cua, con cọng, người ta nhìn vào nó mất thẩm mỹ lắm các bạn. Cái bây giờ thời đại 4.0 này, ai cũng có cái điện thoại smartphone thông minh ở trên. Lỡ mình đánh mà cong con cua, con cọng vậy nè. Tại ơi, lỡ ai ta quay phim là ta đưa lên, tung lên các mạng xã hội, bạn nhìn vào tay mình nó mất thẩm mỹ cũng kỳ các bạn ha. Cố gắng khi đánh tay luôn luôn cong tròn đều đẹp, nhẹ nhàng lướt trên phím thôi. Rồi xếp con trỏ vào.
Các bạn nhớ là phát số 1 đọc xuống các bạn đánh liền. Câu như sau. Quá dễ, bạn làm lại nha. Xì đô, rê mí, rê đô, xì đô. Quá dễ, bạn có 4 nốt này nè, đánh tới đánh lui thôi. Xì đô, rê mí, rê đô, xì đô. Rồi kéo ngón trỏ xuống la. La mì. Nốt mì này kéo dài ra. Quá dễ bạn ơi, vậy xong rồi đó. Xong được một hai ô nhịp đầu rồi đó. Xì đô, rê mí, rê đô, xì đô. La mì, xong. Quá dễ bạn ơi. Rồi nốt mi thì mình kéo dài qua nhịp tiếp theo luôn. Tương tự như vậy. Xì đô, rê mi, rê đô, xì đô. Xì là. Quá dễ. Các bạn thấy dòng nhạc phía trên dễ không? Tiếng piano nó quá dễ bạn ơi. Hai câu giống hệt nhau. Chỉ khác chút xíu hai nốt cuối cùng thôi. Nốt cái vế đầu là la mì. Cái vế sau là xì là. Có hai nốt khác nhau thôi. Làm thử các bạn ha. Xì đô, rê mi, rê đô, xì đô. La mì. Rồi kéo dài qua, đậu nhịp tiếp theo, đập xuống cái đánh. Si đô, rê mi, rê đô, si đô. Hey, si là xong. Bây giờ mình sẽ ghép hợp âm, các bạn chuẩn bị hợp âm giùm mình là âm si đêm. Rồi si, rê, pha. Bạn bấm thế nào cũng được, bấm thế đảo cũng được, bấm nguyên vị cũng được, tùy mình thôi ha. Rồi bấm hợp âm si đêm xuống cái là đánh liền. Bùm si đô, rê mi. Cứ vậy bạn nha, bùm xuống cái đánh liền. Mi này mình qua hợp âm, mi trưởng. Rồi, rê, đô, si, đô. Đô này mình về hợp âm, la thứ bảy. Rồi, la, mì là xong hai ô nhịp đầu đó các bạn. Rồi ô nhịp tiếp theo tương tự như vậy, để si xuống cái đánh tiếp. Si, đô, rê, mi. Nốt mi thì vẫn qua mi trưởng tiếp tục. Rê, đô, si, đô. Mình về hợp âm la thứ bảy. Nốt đô ngay đây, rồi si là. Là hết, quá dễ bạn ha. Bây giờ sau khi tập hai tay như vậy, ghép hợp âm như vậy đã quen, mình mới mở trống mình đánh thử. Rồi để bấm bùm xuống em đánh luôn. Dễ các bạn, quá đơn giản nè. Bạn nhớ để bấm bùm xuống em đánh thôi. Lần nữa bạn ha. Quá dễ bạn ơi, vậy xong rồi dòng trên rồi đó, quá đơn giản. Bây giờ xuống dòng dưới cũng tương tự như vậy. Chúng ta đổi tiếng saxophone và các bạn nhớ về một điều là mình để hợp âm la 7 xuống cái rồi mình mới đánh các bạn nha, chứ không đánh cùng lúc. Giống nãy thôi, để hợp âm xuống rồi mình đánh. Để tương tự để hợp âm la 7 xuống cái bùm. Rồi đánh câu này, mình tập câu này trước. La mi fa son fa mi son son fa mi fa. Thử bạn nha. La mi fa son fa mi son son fa mi fa. Bây giờ các bạn xếp ngón như sau nè. La nè, ngón cái nè, nốt mi là ngón giữa. La mi fa son áp út nè, út nè. Đó, sử dụng ngón út vô. La mi fa son fa mi son son fa mi fa. Quá dễ bạn ha. Rồi để bấm la 7 xuống cái đánh tiếp. Nốt son son này, nốt son là mình mới vô hợp âm rê thứ bảy. Tại sao nốt son son này, nốt son lại để hợp âm rê thứ bảy? Thì đây chỗ này kia nhạc sĩ ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là âm muộn các bạn ha. Fa mi fa tức là cái nốt fa này nằm trong âm rê thứ bảy, nhưng mà nó không nằm ở phách mạnh mà nó nằm ở phần phách yếu, cho nên mình gọi là âm muộn. Các bạn cứ nhớ như vậy là được. Còn bạn nào không rành về lý thuyết âm nhạc âm muộn âm sớm á, thì cứ vào kênh của cô Tèo Piano. Các bạn sẽ tìm ra được chỗ nào âm muộn, âm sớm và các lý thuyết âm nhạc, các bạn sẽ xem và tập luyện thêm ha. Rồi, để là bài số đánh tiếp. La mi fa son fa mi son son. Son son để thứ 7 nè, rồi tiếp tục. Fa mi fa vẫn để thứ 7. Rồi qua nhịp tiếp theo. Mi mình đáp âm si đêm. Rê mi fa mi. Quá dễ bạn ơi. Mi rê mi fa mi có ba nốt thôi. Bây giờ mi mình để âm si đêm cùng lúc. Mi rê mi fa mi. Rồi phá mi này, nốt mi này mình sẽ vô âm mi 7 suốt 4. Rồi sau đó mình qua hợp âm mi 7 là hết. Ca sĩ sẽ vô hát. Dễ các bạn. Bây giờ mình nối cả dòng dưới ha. Để là 7 xuống cái đánh nè. Xón xón vô rê thứ 7 đó. Âm muộn các bạn ha. Rồi tiếp tục.
Si qua si, nốt mi qua si đêm nè. Rê mi pha mi qua hợp âm mi 7 suốt 4. Rồi về âm mi 7. Hết. Nếu bây giờ ca sĩ vô hát. Dễ các bạn, quá đơn giản nè. Bây giờ chuẩn bị. Sau khi tập hai tay đã quen như vậy rồi, chúng ta mới lấy tiếng saxophone và đánh vô cái câu đó. Các bạn nhớ để hợp âm bùm xuống mình đánh. Dạ các bạn, quá đơn giản nha, lần nữa các bạn nha. Hợp âm để cái bùm xuống em đánh mình cứ nhớ như vậy. Quá đơn giản, xong. Lúc đó báo chống nhẹ cái ca sĩ vô hát. Hoặc là mình ngưng lại luôn. Ngưng lại cho nó rề ra, ca sĩ sẽ bắt đầu vô nhẹ nhàng vô. Bây giờ mình sẽ đánh cả cái intro này, các bạn quan sát thật kỹ nha. Chọn tiếng piano trước nè. Rồi, nhớ hợp âm để cái bùm xuống cái mình đánh. Bây giờ ok bạn, đó mình ngưng lại, ca sĩ sẽ nhẹ nhàng người ta vô. Như vậy mình tập xong được intro các bạn ha. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn A bài hát chúng ta sẽ làm tạm chia làm A1 và A2 để bạn dễ học dễ nhớ. Dòng trên là A1, dòng dưới là A2. Dòng trên chúng ta chỉ sẽ đệm ở cái phiêu trống, được cái tiếng kít trống, phiêu êm dịu đó. Rồi lúc đó mình lấy tiếng E piano mình chập mẫu đệm thôi. Chập mẫu đệm theo cái hợp âm mà tèo ghim đó. Ví dụ như nếu bây giờ được chọn lựa đó. Bây giờ là la thứ 7 nè. Được chọn lựa qua âm son bass si. Các bạn bấm cho mình là si, re, son. Nó sẽ ra âm son bass si các bạn ha. Một lần nữa qua đô major 7. Tiếp tục. Thì chắc mình qua âm re thứ 7. Mình chập mẫu đệm giống nãy thôi. Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Xưa qua âm đô major 7. Rồi mình lót thêm cái hợp âm son bass si nữa. Mình về la thứ nếu bây giờ về la thứ 7 lại. Dễ các bạn. Nói chung cái đoạn này đệm rất là dễ. Mình chỉ việc chập cái hợp âm theo cái chập cái mẫu đệm theo hợp âm thôi. Giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Mình qua hợp âm si giáng. Tại sao trong la thứ là có hợp âm si giáng các bạn? Đây là cái thủ thuật hòa âm ta gọi là bậc hợp âm bậc 2 Napoli. Tức là nó cao hơn cách âm chủ nửa cung, cao hơn âm chủ nửa cung. Và nó là hợp âm 3 trưởng các bạn ha. Mình gọi là hợp âm bậc 2 Napoli. Rồi vì vậy nó xuất hiện là âm si giáng trưởng ở đây. Rồi thì em qua âm si đêm vẫn như tin em như từng mơ. Mình qua âm mi suốt 4. Rồi về mi trưởng. Hết báo trống qua đoạn A2 dưới. Bây giờ đệm đoạn đầu, đoạn trên các bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị nè. Nếu bây giờ thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Ta ra 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 ta ta ra tần ta. Ta ra ra. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Chỉ việc chập cái tiếng E piano nhẹ nhàng theo thôi. Quá dễ, lần nữa bạn ha. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa. Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Thì em tin em vẫn mơ gì đã từng mơ. Dễ các bạn, quá đơn giản. Lúc đó các bạn thấy cuối dòng chữ feel không? Feel tức là mình báo trống nè, bấm nút báo trống cái xuống dòng dưới. Bây giờ xuống dòng dưới chúng ta đệm. Các bạn chuẩn bị cho mình tiếng saxophone để mình đệm một số câu lót nha, nhỏ nhỏ cho các bạn ha. Vẫn mơ rằng la thứ nè, chọn đời này qua son bassi nè. Yêu em mãi qua đô major 7. Lúc nào mình đổi tiếng saxophone vào đánh những câu nhỏ này. Đô rê mi. Mình nhái là câu hát của ca sĩ thôi các bạn, chẳng gì cao siêu đâu. Yêu em mãi. Đó, nhái là câu thôi, đô rê mi thôi. Tiếp tục. Dù có những đắng cay trong ngày mai. Mai qua đô major 7. Và bạn thấy chữ đô major 7, hợp âm đô major 7 và son bassi chung ô nhịp đó. Mình sẽ đánh những câu này hơi nhiều nè. Rồi đánh những câu mí đồ mí rê đô xì đô là hết. Mí mình qua đô major 7. Rê mình đã để âm đánh rê xong để xuống hợp âm son bassi. Rồi tiếp tục đô xì đô đánh đô xong để xuống la thứ 7 là xong được câu này. Thử nha.
Ok, quá đơn giản bạn ha. Rồi, ta ra ta ra, qua âm si án dưỡng, bắt đầu mình đánh tiếp tục câu này. Phá mi rề. Rồi, vì tình yêu qua âm si đêm, xe mãi qua mi bảy, không bao giờ phải về la thứ bảy. Lúc này chúng ta đánh cái câu này hơi nhiều đó bạn. Đó. Là si đô rê mi, mi mi rê, đố si là. Có dễ bạn ha. Là si đô rê mi, bạn qua hợp âm si đêm, mi mi rê qua mi bảy. Rồi, đố si mình qua la thứ. Rồi về nốt la. Tại sao nốt si mà mình đáp âm la thứ? Thì đây cũng là âm muộn các bạn ha. Sau lưng nốt si này đó là nốt la. Nốt la là nốt nằm trong hợp âm la thứ, nhưng nó xuất hiện ở phần yếu, cho nên mình gọi đây là âm muộn các bạn ha. Xong, bây giờ mình sẽ đệm cả dòng dưới, bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị tiếng saxophone để đánh câu thôi. Vẫn mơ rằng nè, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu em mãi. Ta ra 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 ta ra ra ta 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 ra ta ta ra ra ta ta ra ta ta ra ra ta ta ra ra ta ta. Dạ các bạn, quá đơn giản ha. Lúc đó mình chỉ việc lấy tiếng saxophone và canh me các bạn, canh me. Mình đợi tới chỗ đệm mình đệm thôi, lần nữa nha. Vẫn mơ rằng nè, chuẩn bị vô. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu em mãi, của đệm nào. Ta ra ta 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 ra 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 ta 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 ra ta ra 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 ta 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 ra 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 ta ra ra ra. Dạ các bạn, quá đơn giản bạn ha. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn A1 và A2 của bài hát đó. Đoạn A2 các bạn nhớ chuẩn bị tiếng saxophone và mình đệm một số câu lót nhỏ nhỏ nha. Bây giờ mình cùng qua đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, ở đoạn B bài hát mình cũng sử dụng mẫu đệm luôn. Chỗ ô nhịp nào không có nốt nhạc mình sẽ sử dụng mẫu đệm, còn ô nhịp nào có nốt nhạc mình đổi tiếng và đánh câu thôi. Rồi, chọn tiếng E piano nha. Rồi, bởi vì một khi qua đây thứ bảy nè, mình chập mẫu đệm thôi. Một khi em đã yêu thì con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Qua Do Major thứ bảy đó, ô nhịp đó mình đổi tiếng saxophone làm đánh câu này. Mi, Re, Do, Si, Do. Quá dễ bạn ha. Mi, Re, Do, Si, Do. Do nè, mình qua âm Fa Major 7 là xong được câu đệm nhỏ rồi đó. Và tiếp tục, dù đường tình yêu qua đây thứ bảy, đổi tiếng E piano chập mẫu đệm lại. Yêu bao khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Đó, về âm la thứ bảy cuối dòng đó, mình đổi tiếng saxophone đánh câu này. Mi, Re, Do. Mi, Re, Do thăng đó bạn, Do thăng. Mình qua âm la 7 để mình lót đường qua đó, mình gọi hợp âm ly điệu đó ha. Là xong dòng trên, dễ các bạn, quá dễ. Bây giờ mình đệm dòng trên, bạn quan sát thật kỹ nha. Bởi vì một khi là vô đây thứ bảy nè. Bởi vì một khi em đã yêu. Ta ra 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 tan ta ra tan ta. Câu đệm nè. Ta ra tan ta ra ra ta. Và đôi khi biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Như vậy xong dòng trên, lần nữa bạn nha. Chuẩn bị vô tiếng piano rồi. E piano chuẩn bị mẫu đệm nè. Bởi vì một khi em đã yêu. Ta ra ra tan ta ra tan ta. Đệm. Ta ra tan ta ra ta. Tiếp tục mẫu đệm. Ta ra ra ta ra ta ta. Câu đệm. Rồi báo trống dòng dưới. Ta ra tan ta. Quá dễ bạn ha. Dòng trên có mấy câu đệm nhỏ 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 thôi. Bây giờ xuống dòng dưới cũng tương tự như vậy. Ô nhịp nào không có nốt nhạc mình lấy tiếng E piano mình chập mẫu đệm. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Qua Do Major 7 mình tiếp tục đánh câu đệm giống câu hồi nãy thôi, cũng Mi, Re, Do, Si, Do. Mình qua Fa Major 7 tương tự câu đệm hồi nãy. Rồi, đã yêu nhau thì cứ đó, mình qua hợp âm Re thứ 7. Rồi tiếp tục con câu đệm nhỏ nhỏ. Re, Do, Si thì cứ yêu đi. Rồi lót qua Si đi một cái. Sẽ cho ta ngày tháng. Chữ tháng đó mình qua hợp âm Mi 7 suất 4. Rồi
sau đó chăng hề phung phí qua mi bảy. Rồi báo trống sẽ qua đoạn điệp khúc thôi, dễ các bạn, quá đơn giản ha. Về đệm dòng dưới nè, chẳng cần bận tâm nè, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì đẹp. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Báo trống vô. Và nếu dễ các bạn, quá đơn giản ha. Lần nữa bạn nha, dòng dưới nè, chẳng cần bình tâm nè, có một số cái đệm nhỏ nhỏ thôi, chuẩn bị nè. Chẳng cần bình tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những câu đệm nè. Rồi, mẫu đệm. Cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng. Mẫu đệm, chẳng hề phung phí. Báo trống vô điệp khúc. Và nếu quá đơn giản các bạn ha. Như vậy mình đã đệm xong đoạn B đó bạn. Có hai mấy câu lót nhỏ 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 thôi. Còn mình như mình chập mẫu đệm vô. Bây giờ mình cùng qua đoạn C của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn C bài hát. Lúc này mình sẽ sử dụng tiếng xì chinh nha các bạn ơi. Tiếng xì chinh để mình đi nền. Ví dụ như và nếu qua là thứ bảy đây nốt xì. Bây giờ em đây được nói. Nói mình qua âm rê thứ bảy đây nốt đô. Một lời mình qua âm nốt pha trong ô nhịp này luôn. Rồi, nói qua son trưởng mình đánh nốt xì. Em còn yêu mãi một người. Một người đó mình qua đô major bảy nốt mì. Rồi tiếp theo mình đánh nốt này. Đó mình đánh cái câu đi nền theo bạn. Fa son la la mình qua âm fa major bảy chứ có đó. Chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Xa rời mình xuống nốt rê. Rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh theo câu này. Dù ngày mai tới. Đó mình đánh theo câu hát của ca sĩ luôn. Rê mi fa la qua âm si đêm. Rồi tiếp tục son son la si đánh theo câu hát của ca sĩ luôn nha, ngay sau cuối đó chữ si là mình qua âm mi bảy suốt bốn. Rồi mình về mi bảy cái báo trống tiếp tục xuống dòng dưới. Bây giờ mình đệm dòng trên, bạn quan sát thật kỹ nha. Và nếu giờ vô nốt si nè. Và nếu ta ra 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 ta ta ra ra ta ra 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 ta ta. Báo trống vô. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Chỉ việc lấy tiếng chinh đi nền theo tờ gửi thôi. Lần nữa nha. Ta ta ra 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 ta ta ra ra ta ra ra ta 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 ra 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 ta ra ra ta. Quá dễ bạn ơi, lúc đó mình để mi bảy xong cái, mình báo trống, tiếp tục xuống dòng dưới. Dòng dưới mình đệm cũng tương tự như vậy thôi. Và nếu, chữ nếu, mình đánh la thứ bảy nó xì. Bây giờ em đây được chết, một lần chữ chết, mình qua thứ bảy đánh nốt đô. Rồi chữ nốt phà. Tiếp tục, chết, mình qua son chữ đánh nốt xì. Chết cho tình yêu mãi, bất tận, mình qua đô mai giải đánh nốt mì. Rồi câu đệm tương tự nãy. Phà son rồi lá chẳng có qua phần mình sẽ phải chỉ có đó. Bao giờ em thấy ân hận qua nốt rề. Rồi tiếp tục mình tiếp tục đánh nốt này. Rề mi pha si chỉ cần anh biết đánh theo câu hát của ca sĩ đó bạn. Rồi si mình qua si đêm. Rồi em pha thăng mình qua nốt mình qua âm mi trưởng đánh nốt pha thăng. Em luôn hằng yêu anh. Đó mình đánh theo nốt của ca sĩ đó, nốt của câu hát của ca sĩ bạn. Pha son thăng nè, pha thăng nè, son thăng về la là hết. Bây giờ đệm thử dòng dưới bạn ha. Chữ nếu nè. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu mãi bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần em biết em luôn hằng yêu anh. Dễ các bạn, quá dễ ha. Lần nữa dòng dưới nha. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu mãi bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần em biết em luôn hằng yêu anh.
quá dễ bạn ơi, chỉ việc lấy tiếng string đi nền theo nốt tèo gợi ý, cực kỳ phê các bạn ha. Bạn hãy cố gắng tập luyện nha. Bây giờ sau khi mình tập đánh đoạn C xong, chúng ta chuyển qua đoạn gian tấu của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, ở đoạn gian tấu hay còn gọi là đoạn dạo giữa đó các bạn, để các bạn dễ hình dung, dễ hiểu, thì chúng ta cũng sử dụng tiếng saxophone. Và mình tập câu này trước các bạn ha. Trước khi tập saxophone, chúng ta lấy tiếng piano, mình tập bằng tiếng piano. Sau đó rành chúng ta mới lấy tiếng saxophone. Rồi, câu đó mình tập như sau. Si la mi. Lần nữa các bạn nha. Si la mi. Rồi tiếp tục bạn chuyển ngón trỏ, ngón áp út. Ngón áp út của nó pha. Fa son fa fa. Làm được hai ô nhịp la la và re đó các bạn. Làm lại nha. Si la mi. Rồi tiếp tục. Fa son fa fa. Nhớ kéo áp út của bạn nha. Là xong được hai vế đó bạn. Tiếp tục luôn ha. Fa mi si. Ngón có sẵn một chỗ. Fa mi si, si ngón cái. Rồi tiếp tục. Do re do la. Xong. Được dòng trên. Lần nữa bạn ha. Si la mi. Rồi kéo áp út vô. Fa son fa fa. Xong. Fa mi si. Tiếp tục cái ngón trỏ về nốt đô nè. Do re do la. Là xong dòng trên. Bây giờ mình sẽ tập ghép hợp âm nha. Chuẩn bị hợp âm la thứ 9 giùm tèo. Là thứ 9 thì mình có nè, là, si, đô và mi. Là thứ 9 các bạn nha. Rồi, cùng lúc. Rồi, pha son, mình qua âm rê thứ 7. Pha son, pha pha. Rồi tiếp tục. Phá, phá là mình qua âm si đêm. Mi, si. Đánh nó si xong mình xuống mi trưởng. Tiếp tục. Đô, rê. Rê nằm qua âm la thứ 7. Rồi đô là hết. Lần nữa bạn nè. Lần này mình không nói để các bạn nghe và hình dung nha. Xong. Quá đơn giản bạn ha. Giờ thử luôn nè. Để tiếng saxophone đánh thử cái câu trên đó. Cùng lúc nè. Phát số 1 nha. Quá đơn giản bạn ha. Vậy là xong. Các bạn thấy ở cuối đầu dòng nhạc phía trên không? Cuối ô nhịp la thứ 7 dòng nhạc phía trên đó, nó có mấy nốt lấy đà đó. Lúc này mình sẽ chuyển điệu thức. Mình chuyển qua cái điệu thức các bạn nha. Rồi mình sẽ tập như sau. Lúc này chúng ta sẽ chuyển qua cái hợp âm pha thứ. Bạn sẽ chạy lấy đà giùm mình. Mì, pha, son, la dáng. Rồi si dáng. Mình qua hợp âm pha thứ ha. Nhớ nha, mì, pha, son, la, dáng, si, dáng. Nhớ 5 ngón các bạn nha. Mì, pha, son, la, si, la, son. Tiếp tục. Pha, son, la, son, pha, rê. Nhiều thôi. Mì, pha, son, la, dáng, si, dáng. Rồi. Ok, như vậy có được câu là chạy đệm đó các bạn. Lần nữa nha. Mi, pha, son, la, si, la, son. Các bạn nhớ la dáng nha. Pha, son, la, son, pha, rê. Ok, mình tập được cái chỗ đó thôi nha. Bây giờ nói hợp âm vô nè. Mi, pha, son, la, si dáng này. Các bạn sử dụng âm pha thứ cho mình. Rồi, la, son nằm qua âm si dáng trưởng. Rồi. Fa son la son. Son này các bạn qua âm mi dáng mà giơ 7. Rồi tiếp tục. Fa re giữ nguyên đó. Ok bạn nhé, mình được một vế chuyển điệu thức rồi đó. Tiếp tục. Re mi fa. Re mi dáng và fa. Re mi fa. Re do si. Re fa mi. Làm lại nha. Re mi fa. Rồi tiếp tục mình chuyển ngón qua. Rê đô si, rê pha mi, si la. Là hết. Bây giờ mình sẽ nối hợp âm cái đoạn dưới này nha. Rê mi phá, mình qua hợp âm rê thứ 7. Rồi rê thứ nè. Rê đô si, mình qua hợp âm si đêm. Rê pha mi, mình qua hợp âm mi trưởng. Rồi si la. Vậy là thứ 7 là hết. Bây giờ mình sẽ nối cả cái dòng dưới bạn nha. Câu lấy đà nè.
Mi fa son la si qua nè. Quá dễ bạn ha. Sau khi ghép hai tay như vậy đã quen, mình bắt đầu mới lấy tiếng saxophone đánh cầu dưới, lấy đà vô các bạn ha. Quá đơn giản các bạn ha, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ nối cả cái đoạn nhân tấu này, các bạn quan sát thật kỹ nha. Chúng ta lấy bắt đầu vô từ phách số 1 nha. Chuẩn bị báo trống vô. Vô nè, là thứ E9 nè. Quá dễ bạn ha. Lúc đó mình đệm cái chỗ mà xí la này xong về âm chủ đó, ca sĩ sẽ qua đoạn B. Các bạn nhớ nha, lúc này sẽ qua đoạn B chứ không có đoạn A nữa các bạn nha. Như vậy mình tập xong cái đoạn gian tấu đó các bạn. Bây giờ xong khi đoạn gian tấu, chúng ta sẽ đến phần ending. Phần ending các bạn có thể đánh lại câu piano hoặc câu saxophone để mình kết bài cũng được. Tùy các bạn thôi ha, tùy theo mỗi người phối. Có thể mình đánh lại câu saxophone mình out luôn cũng được. Xong hoặc tùy các bạn thôi. Cái đoạn ending ấy, các bạn có thể sáng tạo riêng bản thân của mình một câu nào đó mình out cũng được, tùy các bạn ha. Đó mình để mở để các bạn có thể sáng tạo thêm của bản thân các bạn. Rồi, Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát bài Nếu Em Được Lựa Chọn, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thái Thịnh. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì cứ để tên bài hát và từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn Tèo một like với nha. Rồi bấm đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.